Xin kính chào các bạn. Hôm nay mình có một cây máy cắt cỏ ha. Đó, cây máy cắt cỏ này nó đến từ thương hiệu của Tanaka và nó có tên là Sum 328. Ở dưới này nó đề là Made in Japan heo à. Cây cây 328 này nó có cái nồng là 37 ly nha các bạn. Nồng 37 ly, chạy rất là khỏe luôn. Nó mang một cái chế quạt khí hai kim ha, chế quạt khí ga ngang, rất là tiết kiệm xăng luôn ha. Ở đây cái dòng máy này nắp xăng có lỗ thông hơi nha các bạn, rất là đã luôn, rất là đỉnh luôn ha. Ở đây nó cảnh báo mình khi châm nhiên liệu vào máy gồm có xăng cộng với nhớt nha các bạn. Tỷ lệ khuyến cáo của mình á, tỷ lệ thấp nhất là phải 50cc trên lít nha các bạn, 50cc nhớt trên lít. Thì cái máy mình nó hoạt động rất là tốt ha, và nó rất là bền bỉ. Các bạn quan sát xem cái máy rất là đẹp luôn. Đây sao băng nha. Đây, Tanaka Sum 328. Nòng 37 ly nha các bạn. Tất cả các chi tiết máy đều còn rất là đẹp. Nó là tùm to bố lớn nha các bạn, tùm to bố lớn, bố đại, rất là dễ sửa chữa, rất là dễ thay đổi luôn ha. Đây, nó đóng Made in Japan thẳng vô lốc luôn các bạn, Tanaka Made in Japan nè, Made in Japan ha, tùm to bố lớn, dây ga xịn ha. Đây, nắm nè, móc đi đeo ha, cụm ở đây, đây nắm phía trái nè ha. Đây, nắm phía phải có tích hợp cái cây mình có lên tay ra bóp cho các bạn sử dụng ha. Đó. Đây, công tắc đây, công tắc nó bố trí đây ha, công tắc nhạc nha các bạn. Cần láp. Chăn cỏ nó đây ha. Cụi nó đây, cụi nó có chống dính cỏ hết cháy luôn. Các bạn ha, nha, rẹt 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 ha, rất là khích luôn, rất êm ha. Tổng thể cái máy này các bạn, Tanaka Sum 328 nha, nòng 37 ly. Rồi để mình nổ thử cho các bạn xem ha. Đầu tiên thì động cơ của mình là bình xăng dưới, cho nên mình phải bơm xăng ha, bơm xăng đóng e và mình giật lên nó sặc một tiếng là mình mở e ra ha, mình giật tiếp nó sẽ nổ. Còn khi nào mà mình đã nổ rồi thì mình chỉ giật là nó nổ thôi, khỏi cần phải đóng e bơm xăng ha. Này nó đã lên xăng rồi các bạn, giật là nó nổ thôi ha. Rồi, nha. Dọc tua một là nổ các bạn, rất là nhẹ luôn. Dọc tua một là nổ, 37 ly mà dịch rất là nhẹ các bạn. Thank you.
nổ luôn. Rồi, cái video mình giới thiệu cây cắt cỏ Tanaka Samba 28 đến đây là tạm dừng nha các bạn. Xin mến chào và hẹn gặp lại các bạn với các video sau nha. Nếu ai có nhu cầu thì xin liên hệ với số điện thoại của mình là 0765 959 958. Xin mến chào các bạn nha.